phẩm. Đó là thông tin từ đội quản lý thị trường số 15, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết vừa phát hiện cơ sở bơm bột agar vào tôm đông lạnh để tăng trọng lượng sau đó bán kiếm lời. Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 1 vừa qua, đội quản lý thị trường số 15 phối hợp cùng đội 6, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố Hà Nội, công an quận Hoàng Mai đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh thủy sản số 28, ngách 2 tổ 68, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Nguyễn Văn Cửu, 33 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nga Liêm, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm chủ. Tại đây có 4 nhân viên tại cơ sở đang bơm bột tôm agar vào thân tôm sú đông lạnh nhằm tăng trọng lượng tôm, làm tươi cứng và đẹp tôm. Để đưa tôm ra thị trường, các chủ cơ sở kinh doanh phân loại tôm, hòa tan bột agar với nước, dùng kim tiêm bơm thạch vào tôm, đem ướp đá, chia ra các thùng xốp để mang đi tiêu thụ. Loại tôm bị bơm nhiều nhất là tôm càng xanh và tôm sú. Các thương lái dùng bột agar bơm vào từng con tôm nhằm tăng trọng lượng. 1 kg tôm sau khi độn thì sẽ thành 1,2 đến 1,3 kg, và cỡ tôm cũng được nâng lên. Ví dụ từ loại 30 con 1 kg sau khi bơm sẽ chỉ còn là 23 đến 24 con 1 kg. Do đó giá cũng tăng lên. Vâng, anh Hoài Đảm này.